Nám mảng, nguyên nhân, biểu hiện và khắc phục. Nám mảng là một vấn đề da phổ biến, nhất là đối với những người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đây là một số thông tin cần biết về nám mảng và cách khắc phục một cách tự nhiên, sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên. Nguyên nhân, tiếp xúc với tia UV từ ánh nắng mặt trời. Thay đổi hormone trong cơ thể. Di truyền, biểu hiện, da xuất hiện các vùng sậm màu, thường là màu nâu hoặc đậm hơn so với màu da tự nhiên. Nám mảng thường xuất hiện ở vùng da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, như mặt, cổ và tay. Cách khắc phục từ sản phẩm từ thiên nhiên. 1. Sử dụng kem chống nắng 55 cô gái núi. Kem chống nắng có chỉ số SPF cao giúp bảo vệ da đỡ chịu tác động của tia UV từ ánh nắng mặt trời, ngăn chặn sự gia tăng sản xuất melanin trong da và làm giảm sự xuất hiện của nám mảng. 2. Mặt nạ cao lá rừng cô gái núi. Cao lá rừng là một nguồn dưỡng chất hỗ hợp các thảo dược tự nhiên. Việc sử dụng cao lá rừng có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của nám mảng dưới da và trên bề mặt da, giữ cho làn da trở nên sáng hơn. Sản phẩm từ lá rừng tươi, không hóa chất. Công dụng, đặc biệt, chuyên nám, tàn nhang, mụn. 3. Dưỡng da bằng kem phê sữa cô gái núi. Kem phê sữa chứa các thành phần dưỡng da tự nhiên giúp cung cấp độ ẩm, làm dịu, làm trắng và nuôi dưỡng làn da mỏng yếu dần khỏe hơn. Việc thường xuyên sử dụng kem phê sữa có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của nám mảng và làm cho làn da trở nên mềm mại, đều màu hơn. Khi áp dụng các phương pháp hỗ trợ tự nhiên, cần có sự kiên nhẫn và kiên trì. Ngoài ra, luôn nhớ thực hiện thử nghiệm nhỏ trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng các sản phẩm mới để đảm bảo không gây kích ứng hoặc phản ứng không mong muốn trên da. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy trải nghiệm sản phẩm thiên nhiên cô gái núi ngay hôm nay của shop cô gái núi Yến chính hãng tại giỏ hàng bên dưới. Chúc bạn luôn tự tin xinh đẹp trong từng khoảnh khắc.